Thưa quý vị, đến nay, công tác cho giải đua xuồng Ba Lá tỉnh Long An năm 2024 đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra vào ngày 26 tháng 4 tại thành phố Tân An. Đây là lần đầu tiên Long An tổ chức giải đua xuồng Ba Lá, giải thu hút 16 đơn vị với hơn 150 vận động viên tham gia. Giải sẽ tổ chức thi đấu tranh giải đôi và đồng đội, có 6 nội dung thi đấu với các cự ly 200m và 400m. Lộ trình đua xuồng Ba Lá sẽ bắt đầu từ sông Bảo Định, đoạn từ cầu Đúc đến cầu Bảo Định, xuôi theo đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Tân An. Công tác tổ chức và công tác tập kết đây là đã hoàn chỉnh. Còn về đây thì cũng nói thêm là cái cuộc đua xuồng Ba Lá lần này cũng là làm một cái tiền đề để chuẩn bị cho tổ chức cái tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh Long An lần thứ hai năm 2024. Và nếu mà được phát huy tốt thì sau này sẽ như là thành cái giải đua xuồng truyền thống của tỉnh Long An. Giải đua xuồng Ba Lá lần này nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, 1 tháng 5 1886, 1 tháng 5 2024.